Ngôi nhà hợp hôm nay chiều thứ sáu ở miền Bắc California. Giờ là 8:20 sáng, 8:20 tối ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thì xin kính chào các quý vị, các bạn, các cô, các chú, các bác. Âm thanh nghe ok ha. Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần rảnh rỗi, không có đi tiệc tùng, lên đây ngồi hàn huyên với quý vị vui hơn. Chuyện tình hình thế giới thì gần đây thì cũng không có gì náo động, chỉ con cái là ở trên cái kia vậy, không có muốn tiếp tục đánh nữa, muốn nghe với Ukraine giảng hòa. Đó là cái phần bên đó để cho bớt sự chết chóc. Bởi giờ là Putin làm một bài học quá lớn cho những người, những nước độc tài, những nước tham, học một bài học rồi. Thì để mà mai mốt không còn những nước không còn hung hăng nữa, ở Biển Đông mình á, bữa nay có người đệ tử tên Khang tặng hai cái đèn, thì cảm ơn anh Khang thử cái đèn luôn. Bên Á Châu Trung Cộng chỉ là tạm quản chứ chưa có phải là nhưng thì mai mốt sẽ tới bên bển. Thì đại khái hôm nay thôi thì đọc thơ, đọc một chút đi rồi mình nói chuyện sau, rồi mình đọc comment sau. Thì cái thơ này á của mấy vị thì có nói hoài, nó cũng là vòng vòng mấy cái chuyện chiến tranh thứ ba, Phật kia là xuất hiện, rồi những Phật thánh tiên ngay trên ba tấc trên đỉnh đầu mình. Gần đây ở núi Thiên Sơn có nhiều quý bác quý anh chị ghé thăm viếng, thì cũng rất là hoan hỷ, cảm ơn các vị đến thăm.